Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác dãy biệt thự BT3 trong khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội các bác nhé. Đây phía trước chúng ta đây là dãy biệt thự BT3 này, bên trái này. Đây còn bên tay phải đây là dãy khu biệt thự BT4, khu đô thị Văn Quán. Cái dãy biệt thự BT3 này thì nó nằm trong nội khu các bác nhé. Cách mặt đường Nguyễn Xuyến khoảng độ 50m thôi. Bây giờ mời các bác cùng đi dạo quanh cái dãy biệt thự BT3 này. Bên tay phải chúng ta đây là dãy biệt thự BT2. Dãy biệt thự BT3 này thì có khoảng độ hơn 20 căn rồi các bác. Căn nào cũng có nhà ở hết rồi. Đây phía bên tay phải chúng ta là khu thể thao các bác nhé. Ở đây có mấy cái sân bóng đá nữa. Hiện ở trên dãy biệt thự BT3 này đang có một căn với diện tích là 188m². Đấy, mặt tiền là hơn 10m các bác nhé. Đấy, nhà hoàn thiện đẹp, nội thất xịn. Nội thất ở đây thì cầu thang cửa kiếc là toàn bằng gỗ lim các bác nhé. Còn các đồ gỗ tủ kia các thứ toàn bằng là gỗ hương. Đấy, còn thiết bị nhà vệ sinh thì toàn là thiết bị xịn nhập ý thôi các bác nhé. Đấy, nhà đang được chủ chào với giá là 36 tỷ. Để các bạn quan tâm biệt thự BT3 khu đô thị Văn Quán thì liên hệ em theo số điện thoại 0985204435, em tên Minh, buộc qua 24/7. Nhà của mình là hướng tây từ Trạch các bác nhé. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Đa tạ các bác.